Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video này mình sẽ thông báo cho các bạn một cái ứng dụng PayPal nó cho các bạn claim 5 USDT dành cho 40.000 người nè các bạn. Và trên cái group này kết thúc vào ngày 31 các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần phải đăng nhập vào cái tài khoản PayPal của tất cả các bạn nha các bạn. Nếu mà các bạn lưu ý các bạn đăng nhập trên web thì nếu mà nó đối với những tài khoản nào nó có hiện cái dòng là US 5 to claim nè, limit to fit 4.000 USDT này dòng này thì các bạn nhập vào claim nha các bạn. Thì đối với tài khoản mới mình không có biết có claim được hay không các bạn. Thì đây thì đối với những cái tài khoản nào thì có hiện hình cái logo này thì các bạn claim mới được các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn, PayPal của các bạn bấm vào claim này. Thì sau khi bạn bấm vào claim thì nó nói là chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn nè, chờ chúng tôi sẽ xem xét vào phần thưởng $5 các bạn, sẽ chuyển vào tài khoản của bạn sau 72 giờ các bạn. Các điều kiện của ưu đãi cho phép các tài khoản cá nhân PayPal đủ điều kiện nhận được tín dụng giá $5 vào tài khoản PayPal của họ. Người tham gia đủ điều kiện mở cho các chủ tài khoản PayPal là một là 18 tuổi trở lên nè, hai là có tài khoản PayPal ở trạng thái tốt nè, tài khoản không hợp lệ trong thời gian ưu đãi được định nghĩa bên dưới và nhận được LMU quyền tham gia. Tính đủ điều kiện để nhận được LMU chỉ xác nhận PayPal, mọi người tham gia đủ điều kiện. Thời gian ưu đãi là từ ngày 16 đến ngày kết thúc vào ngày 31 tháng 7 nè. Cách hoạt động để đủ điều kiện phần thưởng được trình bên dưới. Người tham gia đủ điều kiện phải nắp vào một liên kết của họ phần thưởng sau khi xác minh. Thì các bạn vào đây các bạn đọc thông tin nha bạn. Thì ứng dụng PayPal là gì? Ứng dụng PayPal là một cái ứng dụng để dành cho tất cả các bạn mua sắm trên online hoặc là có thể rút tiền từ tài khoản ngoài nước về ngân hàng Việt Nam mình thôi các bạn. Thì trước kia mình đã xài và mình sử dụng lâu quá mình không có sử dụng nên nay mình đăng nhập lên thấy một claim mình hướng dẫn các bạn claim luôn các bạn. Rồi đem đăng nhập về tài khoản PayPal. Rồi nha, vì $5 này nó sẽ chuyển về tài khoản của mình sau 72 giờ các bạn. Thì mình có thông báo cho các bạn một chương trình này góp từ claim từ một cái dưới địa bàn tự nhiên tiền rớt vào đầu. Đến đây kết thúc các bạn, chỉ mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.